Rồi, chào mừng chị, chào mừng các con. Thầy ghi lại cho chúng ta cái đáp án cái bài giải của cái đề thi vòng loại quốc gia năm 2024-2025. Câu số 1 này của lớp 2 nha. Đây là của lớp 2 nha. Câu số 1 này. Đó là gì? Tìm cái số thích hợp điền vào chỗ trống này. Thế thì cái bước số 1 là chúng ta kiểm tra xem là cái quy luật đây là gì. Thế bây giờ từ 2 lên 6 đúng không nào? Chúng ta thấy đây là cộng 4 đúng không? Tiếp theo là cộng 5 đúng không? Đây là cộng 6. Vậy thì đây sẽ là cộng với 7 đúng không? Đấy. Vậy ở đây sẽ là cộng 7, tức là 10 17 cộng với 7 thì đây sẽ được là 24 đúng không? 24. Đấy. Nếu bây giờ kiểm tra xem đúng không? Đây là sẽ là cộng 8 32 đúng rồi, cộng 9 là 41 đúng rồi. Như vậy về đáp án. Đáp án các chị chú ý cho thầy là đáp án đây là 24 nha. Thầy lưu ý là đáp án là 24. Tuy nhiên là có nếu như mà các con mà ghi là đáp án A hay là B hay C đi, bởi vì là cái bài ngày hôm qua là ban tổ chức đã đảo cái đáp án, cho nên có thể không phải là đáp án A là 24 mà B sẽ là 20, 24 hoặc là C hoặc D 24. Các chị hiểu ý không ạ? Alo. Tức là các chị ghi đây là 24 này. Đáp án là 24 này nhá. Còn cái bài của con ví dụ như là của Vân của con của mẹ Vân Anh hôm qua là câu A là 24 nhưng mà là của mẹ con của chị Dung lại là 24 lại ở câu C ví dụ thế thì đáp án đúng phải là 24 nhá. Được chưa? Nhá. Rồi, đấy là câu số 1. Tất cả các câu thì đều là đảo hết nhá. Cái câu 1 nhá, câu số 2. Câu số 2 này. Tony có 17 viên bi màu đỏ, sau đó một người bạn cho cậu bé 12 viên bi màu vàng. Hỏi lúc này có bao cả là bao nhiêu viên bi? Vậy thì thấy rằng là Tony có 17 viên màu đỏ này. Đúng không? 17 là màu đỏ này. Và chúng ta chào chị Quỳnh Mai nhé. 17 màu đỏ, sau đó thì được nhận thêm là 12 màu vàng. Đúng không? Đấy, lúc này có bao nhiêu? Tức là bạn ấy được cộng thêm, vậy là sẽ là 29 này. Không, có nghĩa là gì? Có nghĩa là sẽ lấy ở đây sẽ là lấy 17 này cộng với 12 thì sẽ được là 29 này nha. Ở trong bài này, ở bài này là đáp án bài này nhá, ở đây là đáp án, tức là bài này sẽ là 17 cộng với 12 thì bằng là 29. Đấy, đó là 29. Thầy lưu ý lại là có thể là con của chị là đáp án C nhưng mà có thể là sẽ đáp án A hoặc là đáp án D nhưng mà kết quả đúng vẫn là phải là 29 đúng không ạ? Rồi, đấy là câu số 2 nhé. Câu số 3 này, câu số 3 này, 6 năm nữa thì bạn Mary à sorry 6 năm nữa thì Maria sẽ được 13 tuổi. Hỏi thì hiện nay bạn ấy được bao nhiêu? 6 năm nữa thì mới được 13. Vậy thì hiện nay sẽ là lấy 13 này trừ đi 6 thì bằng bằng 7. Đấy, vì vậy mà đáp án là 7 này. Được không? Đáp án là 7 nha. Đấy là câu số 3. Đúng không? Các chị theo kịp chứ đúng không? Đúng rồi, rồi cảm ơn chị. Rồi, câu này là câu này. Câu số 4 này. Có bao nhiêu chiếc mũ trong cái nhóm thứ 5? Nào, các chị xem này. Ở đây là có mấy này, có bao nhiêu chiếc mũ trong số 5 này? Hôm qua con chị làm câu này là ra bao nhiêu? Cái này là 4 này đúng không? Đây là 1 3 này, 1 3 là 4 này, đây là 1 3, đây là có 3 này đúng không? Và thì đây sẽ là 7 này đúng không? Ở đây là có mấy? Đây là 4 7, đây là 10 này. Đấy. Vậy thì theo quy luật này chúng ta thấy rằng là cộng 3 này, từ đây là cộng 3 này. Đúng không? Đây là cộng 3 này. Vậy nhóm thứ 5 nhá, chú ý câu hỏi là nhóm thứ 5 này. Đấy. Vậy tiếp theo đây là nhóm thứ 4 sẽ là cộng 3 là 10 13. Đúng không? Vậy nhóm thứ 5 1 nhóm thứ 2 5 phải là cộng thêm 3 nữa thì 3 đây sẽ tèo là xin thưa chào chị Hằng nhé. 13 cộng 3 đây sẽ ra là 16 này. Đó. Đấy, đáp án là 16 này. Được chưa?
chọn một câu, chọn cái câu mà có đáp án là 16. À, thế nó lưu ý lại thì có một số anh chị vào sau này là phải chọn vào cái đáp án là 16, bởi vì có thể là con của chị Mai là đáp án A là 16, nhưng có thể là con của chị Hằng là đáp án là câu D mới là 16. Đấy, bởi vì họ đảo đáp án, nhưng câu đúng vẫn là 16 nhé. Rồi, vậy thì ở đây sẽ là đây. Ở chỗ này sẽ là gì? Phép tính ở đây là gì đây? Thầy ghi lại chỗ này cho ta. Thì nó sẽ là 10 cộng với 3 là ra nhóm thứ tư, đúng không? Đây chúng ta ghi là group 4 này là 10 cộng 3 thì được là 13 này. Đấy, các con sẽ hiểu thế này. Và cái group 5 thì sẽ là 13 cộng với 3 thì bằng là 16. Thế nào? Rồi, đấy là câu 4 nhá. Câu số 5 này. Câu số 5 này. Hôm qua là thứ hai, hỏi 6 ngày trước. Chờ đây một chút. Cái đề này họ xem là à, cái này phải họ nó thiếu cái này này. Phải là hôm qua yesterday was Monday. Hôm qua là thứ hai, hỏi 6 ngày trước tính từ hôm nay nhá. Tính từ hôm nay là thứ mấy? Vậy thì chúng ta sẽ phải hiểu được là hôm qua là thứ hai. Hôm qua là thứ hai đúng không? Vậy thì hôm nay phải tìm hôm nay sẽ là hôm qua là thứ hai thì hôm nay sẽ là thứ thứ ba. Đấy. Bây giờ hỏi là 6 ngày trước. 6 ngày trước này. Vậy thì mình sẽ phải tính là lùi lại, đếm lùi lại 6 ngày. Đếm lùi lại 6 ngày thì nó sẽ là thứ thứ ba, thứ hai này, đến chủ nhật này là 2 ngày, là thứ bảy này, thứ sáu này là 4 ngày, thứ năm này, thứ thứ tư này, đúng không? Chú ý nha, thứ ba đến thứ hai mới được một ngày. Đây là 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, hỏi 6 ngày trước. Như vậy là thứ thứ tư. Do đó mà phải chọn vào đáp án là thứ tư mới đúng này. Được chưa? Rồi. Alo các chị theo kịp không? Các chị theo kịp, các chị comment giúp thầy Nam số 1 đi. Các chị bấm số 1 nữa các chị theo kịp. Các chị theo kịp chưa? Anh chị theo kịp không? Ok nhá, rồi cảm ơn chị. Rồi, đấy là câu số 5 này. Câu số 6 thì rất là dễ. Nhưng chúng ta để ý là thấy rằng là hai cái này nhóm lại với nhau là được 20 này. Đúng không? 20 vậy cái này sẽ là được là 38 này, hai này nhóm lại với nhau này. Đấy. Tư duy là 11 cộng 9 nhá bằng 20 nhá. 20 cộng hai cái này hay là 18 rồi thành là 38. Vậy đáp án D này, à B này. Đấy. Đấy là câu số 6. Thầy Nam sẽ nốt chú ý, chúng ta chú ý này. Câu số 7 này. Câu số 7 thì chúng ta sẽ phải tính cái bên này trước. Được không? Phải tính bên này trước. Đấy, thì đây sẽ bằng 23 đúng không? 23, 5 cộng với quả chuông. Cái quả chuông này che số nào? Bằng 23, vậy thì phải là 23 này trừ đi 5 thì ra là 18 này. Vậy phép tính ở đây. Ở đây sẽ là lấy 29 trừ đi 6. 29 trừ 6 được 23, 23 phải trừ đi 5. Đấy thì bằng là 18. Được không? Vì vậy mà phải chọn vào cái đáp án, chọn vào đáp án có đáp án là 18. Được không? Rồi, đấy là câu số 7 này. Câu số 8 này. Câu số 8 thì chúng ta sẽ phải làm thế này để tư duy cho chính xác và nhanh này, đúng hướng này. Đó là không phải tính lần lượt mà các con có thể tính thế này nhanh hơn này. Lấy 14 trừ 13 bằng 1 này. Cái này bằng 1 này. Cái này bằng 1 này. Cái này bằng 1 này. Đấy. Như vậy 4 cái này. 4 với 1 này cộng lại là bằng 4. 4 cộng thêm 6 này nữa. Như vậy là bằng 10. Như vậy chỗ này là phải bằng C bằng 10 này. Được chưa? Được chưa? Đấy. Nha. Phải tính cái này trước nha. Tính cái nhóm này trước. Sau đó mình mới cộng lại. Lấy 4 này cộng lại cộng với 6 thì được 10. Rồi, đấy là câu số 8. Các chị chú ý nhé, để tí nữa mà sau chỗ nào mà vướng thì các chị hỏi lại để xem như thế nào nhé.
Và các chị có đáp án của con thì để đối chiếu lại xem là bằng bao nhiêu. Là thì thật thầy cũng bận, thầy dành thời gian chắc khoảng chừng nửa tiếng là xong thôi, không đến đâu. Số đầu tiên trong chuỗi này là bao nhiêu? Thế thì ở trong dạng bài này thì đó là cái bài toán được gọi là bài toán tính ngược. Tức là số nào đó cộng với 2 được ô trống cộng 7 ra cái ô này. Không, trừ đi 5, bây giờ làm ngược lại. Về đây sẽ là lấy 12 này cộng với 5 thì đây sẽ ra là 17 này. Đúng không? 17 cộng 7 là 10, cộng 7 được 17. Vậy lấy 17 trừ đi 7 thì đây sẽ bằng 10 này. Đấy. 10 do 2 cộng với một số đó 10, vậy đây sẽ bằng 8 này. Đáp án đây là bằng 8 này. À, 8 nha. Thì Nam lưu ý lại là có thể ở bài của bạn Mai là câu A 8, có thể là bài của bạn Dung là câu C 8 nha, nhưng đáp án đúng phải là 8 nha. Rồi, đấy là câu số 9 này. Câu số 10. Nào. Biết rằng biểu diễn A và B biểu diễn các số có một yếu số khác nhau tìm giá trị của B. Thế thì chúng ta thấy rằng là điều gì ở đây? A cộng B được bằng 2, mà đây là A ở đây cộng xuống bằng 5. Đúng không? Vậy thì từ đây chúng ta sẽ tư duy được là hai số nào cộng lại thì có kết quả bằng 2. À, và ở đây là bằng 5. Vậy nếu nếu nhé. Nếu này, nếu đây bằng 5. Bây giờ giả sử nếu đây bằng 5 thì suy ra B bằng 7 đúng không ạ? Nhưng nếu B bằng 7, A bằng 5 thì bằng 2. Thì phải có nhớ, vậy suy ra A không thể bằng 5 được, bởi vì 5 thêm 1 bằng 6, đây là 5. Vậy sai, đúng không? Vậy thì đây có thể là bằng 4. Đấy. Vậy nếu như đây bằng 4 thì B phải bằng là 8. Vậy 8 cộng 4 bằng 12, nhớ 1. À, 4 thêm 1 bằng 5, đúng. Như vậy tìm B này. Tìm B vậy phải đáp án phải là bằng 8 này. Đấy. Thấy không? Đáp án là B bằng 8. Alo mẹ Quỳnh Mai theo kịp không? Rồi, cảm ơn chị. Đấy, chúng ta phải tư duy như thế nhá. Rồi, đấy là câu số 10. Câu số 11 này. Hỏi có bao nhiêu số có hai chữ số? Có bao nhiêu số có hai chữ số mà khi cộng hai số đó lại? Có bao nhiêu số có hai chữ số nhỉ? Chú ý này, có bao nhiêu số mà có hai chữ số? Đúng không? Có bao nhiêu số hai số mà khi mình cộng hai chữ số đó của cái số đó thì được kết quả là bằng 13. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ để ý này. Phải tách cái này ra này. Là 13 sẽ làm thế này để dễ này. 13 sẽ bắt đầu là từ 9. Bởi vì 9 mà cộng với 4 thì bằng 13. Như vậy chúng ta một cặp này là được hai số đúng không? Đó là số 94 và số 49. Đấy. Và theo cái nguyên tắc là cộng 1 trừ 1, tức là lấy 9 trừ 1 bằng 8. Vậy thì sẽ bằng 8 cộng với 5 vẫn bằng 13. Đúng không? Đấy. Và chúng ta có 6 bằng bằng là bớt một đơn vị 6 ở 7 cộng với 6 này. Đúng không? Đấy, 7 cộng 6 13. Được chưa? Vậy là chúng ta có được là đây là một cặp này. Một cặp này cho ra hai số. Một cặp này cho ra hai số. Đó là 85 và 58. Cặp này cho hai số là 76 và 67. Như vậy là chúng ta có tất cả là 6 cặp. À, tức là 6, 3 cặp là 6 số. Như vậy chúng ta phải chọn một câu B này. Nhờ kiểm tra lại nhá. 13 bằng 9 cộng 4 bằng 5 cộng 8, 8 cộng 5 bằng 7 cộng 6. Đúng không? 13 nha. Như vậy đáp án là 6. Đấy. Câu 12. Alo câu 11, anh chị theo kịp chỗ này không? Anh chị theo kịp câu 11, comment số 2 giúp thầy. Đó. Anh chị comment số 2 anh chị theo kịp chỗ này. Đó, đấy là câu số 11 nhá. Câu số 12 này. Dựa vào quy luật dưới đây hỏi số thứ 6. Số thứ 6 trong dãy là số nào? Thì anh chị phải để ý đây là đang đây là tăng mấy đây? Tăng 7 đúng không? Đúng không? Cộng 7, cộng 7, cộng 7. Đúng không?
Vậy thì với cộng 7 thì ở đây sẽ là bao nhiêu đây? Sẽ là số thứ 5. Số thứ 5. Số thứ 5 nha. Số thứ 5 sẽ bằng là 55 cộng 7 thì bằng là 62. Và câu hỏi của họ là hỏi số thứ 6 nên chúng ta không được nhầm chỗ này. Số thứ 6 phải là 62 mình cộng với 7. Cộng 7 nhá. Quy luật cộng 7 thì bằng là 69. Đấy, 69 vậy thì phải chọn đáp án 69 này. Anh chị theo kịp không? Rồi ok nhá, đấy là câu số 12 đúng không? Tiếp thầy câu số 13 này. Nào câu 13 này. Hỏi có bao nhiêu kết quả là số chẵn? Có bao nhiêu kết quả là số chẵn? Vậy thì ở đây này, chúng ta để ý một chút thì chúng ta thấy rằng là tức là ý là gì? Ý là 13 cộng 6 bằng 19 đúng không? Thì cái kết quả này, 19 này là số lẻ này. Thấy chưa? Là số lẻ này. Đấy, cái này là 11 này. Lẻ này. Cái này sẽ là 23 này, lẻ này. Được không? 22 trừ đi 10 bằng 12, 12 cộng với 7 là 19 này. Lẻ này. 25 trừ đi 11 thì sẽ ra được là 14 này. Đấy. Đây này, đây là một kết quả này. Hỏi là số chẵn này. Đó. 5 cộng 7 12. 12 là số chẵn này. Vậy 2 được 2 số này. Do đó mà phải chọn vào đáp án là câu câu C này. Có một cách khác nữa. Một cách khác nữa đó là để giải quyết cho cái dạng bài toán này đó là phải hiểu được là đó là lẻ cộng lẻ. Lẻ không lẻ bằng chẵn, đúng không? Chẵn không lẻ bằng lẻ. Chẵn cộng chẵn bằng chẵn, lẻ cộng lẻ bằng chẵn. Đây. Vậy thì lẻ trừ lẻ bằng chẵn đây này. Đó, ví dụ câu này. 25 trừ 11 này ra chẵn này. 5 cộng 7 này, lẻ cộng lẻ bằng chẵn này. Đấy, có thể dựa theo kiến thức đó để chúng ta làm hoặc là làm theo cách ban đầu đó là chúng ta tính ra kết quả sau đó mình chọn được kết quả đáp án là có những số nào là số chẵn thì có 14 và 12 nhé. Rồi đấy là câu số 13 nhé. Nào câu 14, câu 14 này điền dấu cộng trừ để tạo được một phép tính đúng. Vậy thì chúng ta để ý vào đây thấy rằng là ở câu A này, ở câu là đây là 12, 12 bây giờ cộng 5 là cộng 1 nữa, không thể bằng này được, nó không bằng 8 được đúng không? Đấy, mà cái đây là 12, 12 trừ 5 là còn 7, 7 trừ 1 thì bằng 6 này. Đấy, sai. Cái này là 12, 12 là thành 17, sai luôn. Đây, 12, đây là đáp án này, phải chọn vào cái đáp án này, đó là 3 cộng với 9 là bằng 12, 12 trừ cho 5 bằng 7, 7 cộng 1 bằng 8. Đấy, phải chọn vào đáp án này mới đúng này. Được chưa? Rồi, đấy là câu số 14. Câu 15 này, câu 15 của phần lý thuyết số này. Martin có 4 chiếc bút. Bút chiếc 4 chiếc chùy chì và Ryan có 16 chiếc bút chì. Hỏi Ryan cần cho bạn Martin bao nhiêu chiếc bút để hai bạn có số bút chì bằng nhau. Bài này có hai cách giải, đó là cách tổng và cách hiệu. Nếu mà làm theo cách hiệu ấy, làm theo cách hiệu thì đó là lấy 16 này này, tức là cái bạn Ryan này hơn bạn bạn Martin là bao nhiêu thì là 16 trừ đi 4. 16 trừ 4 thì bằng 12. Mà 12 sẽ hỏi câu hỏi là 12 bằng hai số nào cộng lại với nhau thì chính bằng 6 cộng 6. Vậy suy ra đáp án của chúng ta là 6 này. Đây là một cách, đúng không? Ngoài ra có một cách tôi tính tổng. Đó là khi mà hai bạn có số bút chì bằng nhau và tổng là bằng 20 với lúc đó là bằng 10. Là 10 trừ đi 4 thì bằng bằng 6. Đây, chúng ta tìm tổng này. Tổng là 4 cộng 16 thì bằng là 20, đúng không? Mà 20 thì bằng là lúc hai bạn bằng nhau tức là bằng 10 cộng 10. Vậy thì suy ra là cái bạn là bạn Ryan ấy cần cho cái bạn Martin này đó là lấy 10 trừ đi 4 thì bằng là 6 hoặc là lấy 16 trừ đi 10
thì cũng bằng là 6. Đấy, có hai cách như vậy nha. Cách này là cách hiệu, cách này là cách tổng. Và đáp án của chúng ta là 6, phải chọn vào đáp án là 6 này. Nha. Rồi đến câu 15. Chỗ này câu này bị trùng rồi. Câu này bị trùng, câu này bị trùng, thầy sẽ bỏ qua nhé. Là phải tính câu 16 này. Câu 10, câu 17 này. Dựa vào quy luật dưới đây, tìm cái hình vẽ thích hợp chỗ trống. Vậy thì việc đầu tiên là cần tìm quy luật bắt đầu từ sao này. Sao sao vô tròn, sao tam giác tròn. Kiểm tra xem đến đây này. Sao vô tròn. Đúng rồi, sao. Vậy tiếp theo đây phải là đằng sau sao này là tam giác này. Đây. Vậy đây phải là tam giác này. Đúng không? Đây phải là tam giác này. Đấy. Vì vậy mà mình phải chọn vào, con phải chọn vào cái đáp án mà có là tam giác. Đáp án có tam giác đây là A, B, C, D. Vậy phải là chọn vào đáp án là tam giác này. Đó. Chốt lại là phải chọn vào đáp án là tam giác nhá. Rồi đến câu 17. Câu 18 này. Có bao nhiêu? Đây nhá, câu 18 này. Hỏi có thể thấy được ít nhất bao nhiêu hình vuông nhỏ nếu nhìn từ, nhìn hình dưới đây từ phía trước. Nhìn từ phía trước là phía này này, 1 này, 2 này, đúng không? Đây là 3 này, 4 này, 5 này, đây là 6 này, 7 này, đây là 8, đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, chuẩn rồi. Vậy mình chọn vào đáp án là 8 này. 8 nha, câu 18 là 8 nha. Câu 19 này. Có bao nhiêu đoạn thẳng trong cái hình dưới đây? Thế thì chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp đó là đánh số. Từ đây đây là 1, đây là 1. Đến đây sẽ là 2, đúng không? Đây là 1. Đây là 1, đây là 2. Đây là 1, đây là 1. Đây là 1, đây là 1, đây là 1. Chúng ta kiểm tra xem tất cả bao nhiêu. Tất cả số này cộng lại với nhau. 1 này, 2, 3, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đúng không? Vì vậy mà chúng ta phải chọn vào đáp án là câu A này, 12 này. Được chưa? Chúng ta sử dụng bằng phương pháp đánh số. Phương pháp đánh số là phương pháp mà giúp cho học sinh không có bị nhầm lẫn. Được. Khi mà chúng ta làm bằng cách này. Đấy là câu 19 này. Câu 20 nào. Linda xếp các khối lập phương y hệt lên nhau, chồng lên nhau nhá. Các chị chú ý ở đây, các con lưu ý ở chỗ này, đó là chồng lên nhau đây này. Chồng lên nhau thì sẽ được hiểu là những hình che khuất mình vẫn tính nhá. Rồi hỏi là cô bé cần ít nhất bao nhiêu khối lập phương, nhớ là chồng lên nhau nhá. Vậy thì mình nhìn thấy là bao nhiêu? Xét ở cái hàng đầu là có 1 này. Hàng 2 là 1 này, 2 này, 3 này là 4 này. Hàng 3 đến đây là 1 nhá. 1 này với 3 này. Bây giờ hàng 3 là mấy? Hàng 3 trên là 1 này, dưới là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này. Đúng không ạ? Kiểm tra lại nhá. 2 3 là 5 6 7 8. Đúng rồi. Lấy 1 cộng 3 cộng 8 bằng 12. Do vậy mình phải chọn vào là 12 này. Câu này phải chọn 12 đúng này. Được chưa? Anh chị kiểm tra xem là con sẽ đúng được bao nhiêu câu nhé. Được không? Để con xác định con vào vào phòng trong rồi còn ôn tiếp rồi. Chúng ta phải xác định phải ôn ngay từ sớm để chúng ta có kết quả cao. Đằng nào chúng ta cũng là tham gia thi để mà không chỉ dừng lại ở cái việc là cái tư duy ở huy chương, mà các con sẽ cần phải là có một cái tư duy mình rèn luyện liên tục để mà con sẽ bứt phá sớm. Và cách này học sinh của thầy Nam, có nhiều học sinh đã bứt phá là như thế. Rồi câu số tiếp theo là 21 của phần tổ hợp. Sắp xếp các số sau giảm dần từ lớn đến bé. Từ lớn đến bé này. Bây giờ tìm cái số lớn thứ tư. Số lớn thứ tư. Số nào lớn nhất đây?
số lớn nhất 97 này. Chuẩn đúng không ạ? Đến tiếp theo là 77 này. Là số lớn thứ hai này. Số lớn thứ ba là 71 này. 71. Chúng ta có số nào lớn hơn số 65 không? 65 đúng không? Số 65 là số lớn thứ tư này. Được chưa? Kiểm tra lại nha, 97 này. 77, 71, 65. Ok, chuẩn rồi. Đấy, về đây phải chọn vào 65 này. Đấy. Đấy là câu số 21 này. Câu số 22. Chọn hai chữ số không lặp lại. Không lặp lại được hiểu là khác nhau từ 1, 2, 5, 6, 7 và 9 để tạo thành các số có hai chữ số. Hỏi có thể tạo được bao nhiêu số chẵn? Vậy thì cách số 1, cách số 1 đó là mình sử dụng bằng phương pháp liệt kê. Khi liệt kê, chúng ta thấy rằng để có được số chẵn thì tận cùng phải là chẵn. Đó là chỉ có thể là 2 và 6. Đúng không ạ? 2 và 6. Vậy với 2 là chữ số ở hàng đơn vị. Với là 2 mình có được là 12. Chú ý là không được lặp lại cho nên không có số 22. Các chị hiểu ý không ạ? Tiếp theo là 52, 62, 72 và 92. Đúng không? Đấy là khi 2 là tận cùng. Bây giờ 6 tận cùng chúng ta có được là 16, 26, 56, 76 và 96. Đấy. Và chúng ta có tất cả các số này. 2, 4, 6, 8, 10. Đúng không ạ? Chúng ta có 10 số này. Bây giờ có một cách số 2 đó là như nào? Cách 2 này. Nào, cách số 2. Đó là mình gọi cái số cần tìm có dạng là AB. Đúng không? Thì điều này có nghĩa là cách này là cách khó này. Thông thường thì ở vòng loại các con ở lớp 2 sẽ làm cách cách 1 là liệt kê. Đúng không? Cách này dành cho học sinh khá và nhanh hơn này. Thì xác định B trước, B phải là chẵn thì B chỉ có thể là 2 hoặc là 6 cho nên B có hai cách chọn. Đúng không? Chúng ta có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 số. Một số được chọn ở B đó là 2 hoặc là 6. Thì có nghĩa là A sẽ còn lại là 5 cách chọn. Đúng không? 5 cách chọn ở A. Vậy mình có 5 nhân với 2 thì bằng là 10. Đấy. Cách này dành cho những bạn biết nhân rồi thì vẫn ra 10. Được chưa? Rồi. Đấy là câu số 22. Anh chị nhá. Đấy. 22. Đúng không? Anh chị theo kịp không? Alo. Anh chị comment giúp thầy năng số 3, comment số 3 để theo kịp. Chúng ta sẽ nhanh còn một chút thôi. À, hiện tại thì thầy đang không có ở Hà Nội và cũng không có ở thầy đang ở Buôn Mê. Nhưng mà đang đang ở trên cái đồi cái đồi đèo. À. Rồi đấy là câu 22. À. Câu 23. Câu 23 này. Linda có 4 thẻ số bao gồm 8, 3, 5, 6. 4 thẻ số nha. 8, 3, 5, 6. Tìm tổng nhỏ nhất có thể có. Tổng nhỏ nhất có thể của hai số có hai chữ số tạo từ các thẻ. Biết rằng là không có chữ số nào lặp lại. Vậy thì để có được số nhỏ nhất min. Nào, min. Đúng không ạ? Để có được nhỏ nhất. Hai số có tổng nhỏ nhất nha, tổng nhỏ nhất của hai số có hai số thì chữ số hàng chục phải là nhỏ nhất. Vậy mình có 3 và 5. Thì điều này có nghĩa là mình có thể lấy là 36 và cộng với 36 cộng với 58 hoặc có thể lấy là 38 cộng với 56. Đấy, đều được thì nó đều ra kết quả là 94. Đáp án nào 94 không? Đấy, phép tính này cũng được. Phép tính này cũng được thì ra được kết quả nhỏ nhất đó là 94. Được không? Đấy. Còn bạn nào mà lấy 35 cộng với 94 nhá.
Đó, không được. Nhỏ nhất là 94. Yeah. Rồi, đấy là câu số 23. Câu 24 này. Philip muốn dùng một loại thịt và một loại rau để nấu một món ăn. Trong các loại thịt, anh ấy có thể lấy chọn thịt bò, thịt gà hoặc thịt lợn. Đúng không? Trong các loại rau, anh ấy có thể chọn khoai tây, cà chua hoặc bắp cải. Hỏi Philip có bao nhiêu cách chọn nguyên liệu cho món ăn đó. Chúng ta lưu ý thấy rằng là anh ấy có thể chọn được là một loại thịt và một loại rau. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ thấy như này. Ví dụ như chọn này. Kết hợp đây được một này, hai này, đúng không? Ba này. Đấy, bốn này, năm, sáu. Ở đây sẽ là 7 này, 8 này, 9. Đấy, đáp án là bằng 9. Hoặc là bạn nào biết nhân rồi chỗ này sẽ được giải đáp bằng cái phương án tổ hợp. Ở đây đó là có 3 loại thịt đúng không? Và có 3 loại rau đúng không? Mình lấy 3 nhân 3 sẽ bằng 9. Đấy, thì nó sẽ nhanh hơn nhỉ. Hoặc là ví dụ là bài này đáp án này là 9 nha. Ví dụ như đây có thêm 2 nữa thì mình nhân thêm 2 nữa. Được. Còn đây là làm theo mô hình. Anh chị hiểu ý không ạ? Đấy là câu số 24. Rồi, đáp án là 9. Mình chọn là 9 này. Nha. Nào, câu cuối cùng. Bru muốn mua một quyển sách. À, muốn mua một số sách. Mỗi quyển có giá 4 đô. Một quyển có giá 4 đô. Cứ mua 3 quyển thì được cửa hàng tặng một chiếc bút. Mua 3 quyển thì được tặng một chiếc bút. Mà một quyển là 4 đô. Rút có tổng cộng 80 đô. 80 đô nha. Hỏi Rút đấy được tặng nhiều nhất bao nhiêu chiếc bút? Được tặng nhiều nhất bao nhiêu chiếc bút? Thì chúng ta sẽ thấy được điều gì ở đây nào? Nào. Thấy điều gì đây? Một quyển là có giá là 4 đô. Một quyển là 4 đô, mua 3 quyển thì được tặng cái bút chứ không phải là tặng một quyển nhá, khác nhau nhá. Chú ý chỗ này. Vậy 80 đô, khi 80 đô mình có 80 mình chia cho 4. Đúng không? 80 chia cho 4. Vậy thì hai có nghĩa là số nào mà nhân với 4 để được 80. Vậy thì nó sẽ bằng là 20. Đúng không? Bằng 20. Đây là được 20 quyển. Chị hiểu ý không ạ? Lớp mình hiểu như thế này không? 20 là 20 quyển nhá. 20 quyển. Bây giờ cứ 3 quyển thì được tặng 1, 3 quyển tặng 1. Vậy thì 20 này mình sẽ chia cho 3. 20 chia 3 thì bằng là 6. Sau 18 dư 2. Đúng không? Vậy thì nhiều nhất này, mua 3 quyển thì được tặng 1. Vậy suy ra có 6 nhóm như thế. 6 nhóm. 6 nhóm 3. Như vậy là nhiều nhất là chỉ được 6 thôi. Đúng không? Hay có nghĩa là chỗ này mà chưa biết chia có dư thì các con sẽ làm như này, đó là 20 sẽ bằng 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3 cộng với 3 và cộng với 2. Đấy. Một nhóm này 3 quyển này được tặng một bút này, 2 bút, 3 bút, 4 bút, 5 bút và 6 bút. Đó. Vậy nhiều nhất là 6 bút, đúng không? Đấy. Đấy là ở 25 câu. Nhưng mà sau anh chị cái câu số 16 nó bị trùng câu 15. Thầy báo lại cho tôi để con nốt lại. Anh chị kiểm tra xem là về nhà kiểm tra xem là con được bao nhiêu điểm nhá. Đấy, kiểm tra được bao nhiêu điểm. Và theo thầy Nam thì ở cái đề này, với đề này thì có thể sẽ phải đạt từ 48 điểm trở lên. Ít nhất là phải là 48 điểm trở lên nhá. 48 điểm trở lên thì con sẽ được vào vào cái vòng vòng trong, tức là vào vòng quốc gia. Đó. Rồi, đấy là hai đấy là cái thông tin của lớp 2 công cái đề thi vòng loại nhá. Rồi, thầy có một cái lớp hôm tới này là khai giảng cái lớp vòng chung kết quốc gia. Những anh chị đang có mặt ở đây thì có anh chị nào mà chưa đã đăng ký rồi, có anh chị đã đăng ký chưa?
Mẹ Huỳnh Mai đăng ký chưa nhỉ? Dạ mình đăng ký rồi thầy ạ. Vâng, nếu chị đã đăng ký rồi thì chúng ta sẽ gặp nhau ở trong cái lớp vòng quốc gia nhé. Còn nếu anh chị nào chưa đăng ký thì có anh chị nào chưa đăng ký ở cái lớp vòng quốc gia không? Có cái lớp vòng quốc gia, có hai lớp vòng quốc à, hai lớp nha. Cái lớp số 1 à, đây cái lớp 1 này à, vòng đây là cái lớp thầy gửi cho anh chị cái thông tin lớp ôn vòng quốc gia lớp 2 2K1 à. Có hai lớp, lớp 2K1 và lớp 2K2. Lớp 2K1 là 18 giờ 25 đến 19 giờ 25 và được học vào thứ năm tuần này nhé anh chị nhé. Được học vào thứ năm tuần này, và thứ năm tuần này là bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 đó. Đấy, một lớp nữa là lớp 2K2. Lớp 2K2 là được học vào 20 giờ 40 đến 21 giờ 40, nhưng mà là thứ bảy đúng không? Đọc vào thứ bảy là ngày 26 tháng 10 nhá chị nhá. Có hai lớp này nhá chị nhá. Cha mẹ Tú Nhi Tú Mi từ câu 1 xuống xem lại đúng không ạ? À vâng, đây câu 1 đây nhá, câu 1 này để xem là câu 1 nhá. Mình như lưu ý là đây không phải đáp án theo ABC mà sẽ đáp án theo kết quả nha. Bởi vì là cái đáp án của kỳ thi này ngày hôm qua là bị đảo đáp án. Cho nên là các chị lưu ý giúp thầy. Đáp án câu 1 là 24. Mẹ Nhi ghi lại giúp thầy nhé. Đáp án câu số 1 là 24. Được chưa? Câu số 2 là 29. Ơ mẹ Tú Nhi theo kịp không ạ? Số 2 là 29. Câu số 3 là 7. Rồi, chúng ta rà soát lại ghi lại giúp thầy. Câu số 4 là 16. Được không? Câu 4 là 16. Câu số 5 là thứ 4. Thứ 4 nhá, đừng chọn ABC bởi vì là có thể là nó bị đảo đảo đáp án. Câu số 5 là 24. Câu số 6 là 38. Được không? Câu số 7 là 18. Alo mẹ Tú Nhi theo kịp không? Câu số 8 là 10. À, câu số 9 là 8. Câu số 10 cũng là 8. À, câu số 11 là 6. Câu 12 là 69. Nha. Câu 13 là 2. Câu 13 là 2, mình kiểm tra lại nhá. Câu 14 đáp án là 3 cộng 9 trừ 5 cộng 1 bằng 8. Được. Câu 15 là 6. Câu 15 là 6. Được. Câu 16, câu 16 này thì nó lại cái này bị nhầm này, của nó bị nhầm này. Câu 17 đáp án là tam giác nhé. Câu 17 đáp án là tam giác. Câu 18 đáp án là 8 nha. Câu 18 đáp án là 8. Câu 19 đáp án là 12. Câu 19 đáp án là 12 nhá. Câu 20 đáp án là 12. Rồi. Câu 21 đáp án là 65. Câu 22 đáp án là 10. Không? Rồi, câu 23 là 94, câu 24 rồi đúng không? Câu 24 là 9 và câu 25 là 6 nha. Rồi. Đấy. Thì thầy có hai lớp này, mỗi một lớp chỉ còn chắc nhận thầy sẽ nhận cái lớp này một vài bạn nữa thôi, thì đến hôm nay là sẽ khai giảng nha. Thì anh chị có thể là đăng ký trong hôm nay,
thì được nhận cái ưu đãi thầy hỗ trợ cho anh chị nhá. À, cái ưu đãi trong ngày hôm nay, còn nếu mà anh chị đăng ký trong ngày mai thì có thể nó sẽ ta thầy hỗ trợ cái giá nó không được tốt lắm. Hôm nay sẽ là tốt nhất nhá. Anh chị có thể là liên hệ theo cái số này, đó là 0869 386673. Đấy, để anh chị sẽ được là hỗ trợ chỗ này. Dạ. Rồi, cảm ơn chị, cảm ơn các con đã chụp đèn ngày hôm nay. Chúng ta sẽ bắt tay vào để ôn tập luôn cho cái kỳ thi vòng quốc gia của chúng ta luôn trong ngày hôm nay, để chúng ta không bị mất thời gian nhé. Rồi, cảm ơn anh chị, hẹn lại anh chị vào cái khóa học vòng chung kết quốc gia nhé. Rồi, cảm ơn anh chị. Chị đã ký rồi đúng không ạ? Vâng, thế hẹn lại chị vào trong khóa vòng quốc gia nhé. Rồi, cảm ơn chị, rồi bye bye và hẹn lại chị.